Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi rơi. Trực thăng rơi gần thành phố Jaffa, Iran, trong lúc chở ông Raisi trở về sau chuyến công du đến nước láng giềng Azerbaijan. Tính đến đêm 19 rạng sáng 20 tháng 5 giờ địa phương, tức khoảng 10 giờ kể từ khi máy bay trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi mất liên lạc, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được vị trí của chiếc trực thăng, theo đài truyền hình nhà nước Iran, IRIN. IRIN dẫn lời một chỉ huy quân sự Iran cho biết đã xác định được vị trí chính xác của trực thăng nhờ tín hiệu từ trực thăng và điện thoại di động của một thành viên trong đoàn. Tuy nhiên, khi trời tối, sương mù dày đặc cùng địa hình rừng núi khiến hoạt động tìm kiếm gặp khó khăn. Trong khi đó, một quan chức Iran nói với hãng tin Reuters rằng tính mạng của ông Raisi và Ngoại trưởng Iran Hossein Amiradorlahian, người cũng có mặt trên trực thăng, đang bị đe dọa. Chúng tôi vẫn còn hy vọng, nhưng thông tin từ hiện trường vụ tai nạn rất đáng lo ngại, vị quan chức nói thêm. Sau khi có thông tin trực thăng chở Tổng thống Iran rơi, lãnh đạo tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei đã trấn an người Iran, nói rằng các vấn đề của đất nước sẽ không bị gián đoạn. Ngày 20 tháng 5, hãng Tasnim đưa tin có tổng cộng 9 người trên chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi rơi hôm 19 tháng 5. Theo Tasnim, 9 người trên trực thăng bao gồm Tổng thống Raisi, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Adollahian, Tỉnh trưởng Tỉnh Đông Azerbaijan, Iran, ông Melat Ramati, Giáo sĩ Imam Omahat Ali Alehasem, Cơ trưởng, Cơ phó, Trưởng đoàn, người đứng đầu Bộ phận An ninh và một vệ sĩ. Trực thăng chở Tổng thống Iran rơi gần thành phố Jaffa, Iran trong lúc chở ông Raisi trở về sau chuyến công du đến nước láng giềng Azerbaijan. Hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp diễn trong điều kiện thời tiết xấu. Ngày 20 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin mời đại sứ Iran tại Moscow, ông Kazem Jalali, đến Điện Kremlin để cập nhật về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran rơi, theo hãng thông tấn IRNA. Ông Jalali nói với IRNA rằng, mặc dù là ngày cuối tuần, nhưng ông Putin đã tổ chức cuộc họp lúc 22 giờ ngày 19 tháng 5 với sự có mặt của các quan chức an ninh và quốc phòng cấp cao Nga như Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Sergei Shoigu. Theo lời mời, tôi đã tham dự cuộc họp này với tư cách là đại sứ Iran, ông Jalali nói. Theo ông Jalali, trong cuộc gặp, Tổng thống Putin cũng thông báo Nga đã chuẩn bị 2 máy bay cùng 50 lực lượng tinh nhuệ nhất của nước này với đầy đủ trang thiết bị và những người leo núi được huấn luyện để vào hiện trường vụ tai nạn. Ngoài ra, ông Jalali cũng cho biết 2 trực thăng Nga từ căn cứ ở Armenia cũng sẽ tham gia vào chiến dịch giải cứu sáng ngày 20 tháng 5. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Iran đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ trong việc tìm kiếm chiếc trực thăng và Thổ Nhĩ Kỳ đã cử 6 phương tiện và 32 nhân viên cứu hộ đến Iran. Tôi gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới người hàng xóm, người bạn và người anh em của chúng tôi, người dân và chính phủ Iran. Đồng thời, tôi hy vọng nhận được tin vui từ ông Raisi và phái đoàn của ông ấy càng sớm càng tốt. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan viết trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Bên cạnh đó, nhiều nước và tổ chức quốc tế đề nghị hỗ trợ Iran trong hoạt động tìm kiếm gồm Iraq, Pakistan, Ấn Độ, Saudi, Arabia, Liên minh châu Âu. Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ sự đánh giá tối cao với nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế vì sự hỗ trợ của họ trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn, vụ trực thăng chở Tổng thống Iran rơi. Cộng hòa Hồi giáo Iran chân thành cảm ơn nhiều chính phủ, quốc gia và tổ chức quốc tế vì đã bày tỏ tình cảm nhân văn và tình đoàn kết với chính phủ và người dân Iran, cũng như những lời đề nghị giúp đỡ và hỗ trợ cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran. Ngày 16 tháng 4, Bộ Ngoại giao Israel kêu gọi các nước thắt chặt các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran sau vụ Iran nã tên lửa và phóng máy bay không người lái UAV về phía Israel hôm ngày 13 tháng 4 vừa qua, theo tờ The Times of Israel đưa tin. Theo đó, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz cho biết đã liên lạc với 32 quốc gia và nói chuyện với nhiều đối tác, kêu gọi mỗi nước áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dự án tên lửa của Iran và tuyên bố lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC là một tổ chức khủng bố. Theo ông Katz, đó là một cách để ngăn chặn và làm suy yếu Iran. Chúng ta phải ngăn chặn Iran ngay bây giờ, trước khi quá muộn, ông Katz nhấn mạnh. Ông Katz nói thêm rằng, bên cạnh phản ứng quân sự đối với việc Tehran tấn công vào Tel Aviv, Israel cũng đang dẫn đầu một đòn tấn công ngoại giao nhằm chống lại Iran.
Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thông báo rằng Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Tehran liên quan vụ Iran tấn công Israel. Theo hãng tin Reuters, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ rất có khả năng sẽ tập trung vào làm giảm khả năng xuất khẩu dầu của Iran. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt bổ sung chống lại Iran trong những ngày tới. Chúng tôi vẫn chưa đưa ra biện pháp trừng phạt và hiện vẫn đang thảo luận về tất cả lựa chọn nhằm ngăn chặn hoạt động tài trợ cho khủng bố của Iran, bà Yellen nói. Trong khi đó, một quan chức cấp cao trong Bộ Tài chính Mỹ cho hay, Washington đang làm việc với các đối tác G7 và các nhà cung cấp dầu lớn trên toàn cầu để tìm biện pháp nhằm làm xói mòn khả năng xuất khẩu dầu của Iran. Chúng tôi sẽ đàm phán với tất cả các nhà cung cấp lớn trên thế giới, bao gồm các quốc gia trong G7 và cả Trung Quốc. Tất cả quốc gia này sẽ tìm cách hạn chế khả năng tiếp cận của Iran đối với các mặt hàng dùng để chế tạo vũ khí, quan chức này nói thêm. Ngày 16 tháng 4, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh, ông Joseph Borrell cho biết, EU chuẩn bị mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Iran để đáp trả cuộc tấn công của Tehran vào Israel. Ông Borrell cho hay, một số thành viên EU đã đề xuất mở rộng trừng phạt nhằm hạn chế Iran xuất khẩu UAV, cũng như ngăn Iran viện trợ cho các lực lượng ủy nhiệm của nước này ở Trung Đông. Đức, Pháp và một số thành viên EU khác đã công khai ủng hộ đề xuất này. Bên cạnh đó, ông Borrell cho biết một số thành viên EU cũng nêu khả năng trừng phạt IRGC. Tuy nhiên, ông Borrell nhắc lại rằng IRGC chỉ có thể bị coi là tổ chức khủng bố nếu cơ quan có thẩm quyền ở quốc gia thành viên EU phát hiện rằng nhóm này đã tham gia hoạt động khủng bố. Nhà ngoại giao hàng đầu EU cho biết sẽ yêu cầu cơ quan ngoại giao của EU xem xét lại vấn đề này. Đáp lại Tổng thống Iran, ông Ebrahim Raisi tuyên bố rằng Iran sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào chống lại lợi ích của Tehran. Chúng tôi tuyên bố rõ ràng rằng hành động nhỏ nhất chống lại lợi ích của Iran chắc chắn sẽ gặp phải phản ứng nghiêm trọng, diện rộng và đau đớn dù thủ phạm là bất kỳ ai, ông Raisi nói. Truyền thông Iran mới đây đưa tin rằng nước này đã dùng máy bay không người lái UAV Shahed 136 và một số loại tên lửa tầm xa tiên tiến tấn công Israel, trả đũa vụ Đại sứ quán Iran tại Syria bị không kích mà phía Iran cho là Israel thực hiện. Theo đài Fresh TV, trong cuộc tấn công đêm 13 tháng 4, Iran đã dùng tên lửa đạn đạo tầm trung Kaibar Shekhan nặng hơn 500 kg, tầm bắn 1.450 km, tên lửa siêu thanh Fatah nặng khoảng 300-450 kg, tầm bắn 1.400 km, và tên lửa đạn đạo Khorramshah 4 nặng 1.500 kg, tầm bắn 2.000 km. Lực lượng phòng vệ Israel ghi nhận Iran đã dùng 170 UAV, 120 tên lửa đạn đạo tầm xa và 30 tên lửa hành trình tấn công nước này. Theo đài RT, kết quả cuộc tấn công vẫn còn gây tranh cãi khi Iran và Israel đưa ra thông tin trái chiều. Cụ thể, phía Iran cho rằng cuộc tấn công mang lại kết quả vượt mong đợi khi phá hủy được hai căn cứ của Israel. Trong khi đó, Israel tuyên bố đánh chặn 99% vũ khí của quân đối phương. Cận cảnh thiệt hại ở căn cứ không quân Israel sau khi bị Iran tấn công. Quân đội Israel vừa qua đã công bố video cho thấy một số thiệt hại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran bằng máy bay không người lái UAV và tên lửa hành trình. Theo đó, trong đoạn video do quân đội Israel công bố hôm 15 tháng 4, người ta thấy một hố sâu đã được tạo ra trong căn cứ không quân Nevatim và các nhân viên đang sử dụng máy ủi, máy xúc và xe gạt để lấp hố. Cũng trong đoạn video này, người ta còn thấy một con đường ở khu vực Haimon bị hư hại, cùng hình ảnh bản đồ về các tuyến đường phóng tên lửa, máy bay không người lái của Iran và lãnh thổ Israel, với ghi chú rằng 99% trong số đó đã bị chặn. Cùng với việc công bố thiệt hại ở căn cứ không quân Nevatim, quân đội Israel cũng công bố đoạn video ghi lại cảnh chiến đấu cơ nước này bắn hạ tên lửa máy bay không người lái của Iran trên đường hướng tới các mục tiêu của Israel. Trước đó, vào tối 13 tháng 4, Iran đã phóng hàng loạt máy bay không người lái có chất nổ và bắn tên lửa vào Israel nhằm trả đũa vụ tấn công phá hủy tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4, làm 7 thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Tới nay, Israel chưa xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công phá hủy tòa nhà lãnh sự trong Đại sứ quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.